Và cũng gần hơn đến với những cái dự án là chúng ta có thể thấy được là cái nhịp đô thị văn minh cũng đang đến rất là gần với những đô thị lớn của nước ta. Và quay trở lại cùng với câu chuyện của Tết đang đến rất là gần thì nhiều ngành cũng đang chuẩn bị cho những cái bài học chiến lược cũng như là những cái phương cách để có thể đối phó với những cái vấn đề đã từng xảy ra trong những Tết trước đây. Cục Hàng không Việt Nam thuộc Cục Hàng không vừa chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác chuẩn bị cũng như là triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực phục vụ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách dịp Tết cao điểm quý mão năm 2023 tới đây. Cục này yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chuyến bay và hạn chế tối đa việc chậm trễ tại sân bay Tân Sơn Nhất trong giai đoạn Tết từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng đã tăng thêm 20 vé một ngày do điều chỉnh tham số điều phối. Đồng thời khung giờ ban đêm tăng lên 204 chuyến bay một ngày, tăng gần 2 lần. Tại nội bài, tổng số vé xác nhận cho các hãng trung bình đạt 645 vé một ngày, cao điểm nhất có ngày lên đến 690 vé, tăng 23% so với giai đoạn dịp trước Tết và dịp này các hãng hàng không Việt Nam cũng dự kiến khai thác khoảng 950 chuyến một ngày đến 990 chuyến một ngày trên các đường bay nội địa.